Vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú giữa dòng họ Sắc Ca Thích Ca ở Kalila, Kapilavatthu Ca Tỳ La Vệ tại tỉnh xá Nigoda, Nikâu Luật Thọ Viên. Rồi Mahapaya Pati Gotami cùng đàm nữ Ama Mahapa Xà Ba Đề đem theo một cặp y mới đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi một bên. Ngồi một bên, Mahapaya Pati Gotami bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, cặp y mới này do con cắt và dệt, đặc biệt cho Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn vì lòng từ mẫn hãy nhận lấy cho con. Khi được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Mahapaya Pati Gotami. Này, Gotami, hãy cúng dường tăng chúng, bà cúng dường tăng chúng, thời ta sẽ được. Lần thứ hai, Mahapaya Pati Gotami bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, cặp y mới này do con cắt và dệt, hãy nhận lấy cho con. Lần thứ hai, Thế Tôn nói với Mahapaya Pati Gotami. Chúng và cả tăng chúng cũng vậy. Lần thứ ba, Mahapaya Pati Gotami bạch Thế Tôn. Bạch Thế ý mới này do con cắt và dệt hãy nhận lấy cho con. Lần thứ ba Thế Tôn nói với Mahapaya Pati Gotami. Này Gotami, hãy cúng dường tăng chúng và cả tăng chúng cũng vậy. Khi nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, cặp ý mới này do con. Khi nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Thế Tôn hãy nhận cặp y mới cho Mahapaya Pati Gotami. Bạch Thế Tôn, Mahapaya Pati Gotami đã giúp ích nhiều cho Thế Tôn, là thuốc mẫu, là dưỡng mẫu, đã nuôi dưỡng Thế Tôn, đã cho Thế Tôn bú sữa, vì rằng sau khi sanh thân mẫu của Thế Tôn mệnh chung, chính bà đã cho Thế Tôn bú sữa. Bạch Thế Tôn, và Thế Tôn cũng giúp nhiều cho Mahapaya Gotami. Bạch Thế Tôn, chính nhờ Thế Tôn, Mahapaya Pati Gotami đã quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Bạch Thế Tôn, chính nhờ Thế Tôn, Mahapaya Pati đã từ bỏ sắc sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say trong các loại rượu đem lại. Bạch Thế Tôn, chính nhờ Thế Tôn, Mahapaya Pati Gotami có đầy đủ lòng tịnh tính bất động đối với Đức Phật, đầy đủ lòng tịnh tính bất động đối với Pháp, đầy đủ lòng tịnh tính bất động đối với chúng tăng, đầy đủ các giới luật hoan hỷ. Bạch Thế Tôn, chính nhờ Thế Tôn, Mahapaya Pati Gotami không còn nghi ngờ đối với khổ, không còn nghi ngờ đối với khổ tập, không còn nghi ngờ đối với khổ diệt, không còn nghi ngờ đối với con đường đưa đến khổ diệt. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn cũng đã giúp ích nhiều cho Mahapaya Pati Gotami. Thật là như vậy, này Ananda. Thật là như vậy, này Ananda. Này Ananda, nếu do Được rồi, tập nó được rồi, được rồi. Để sư giảng đoạn chơi. Bữa mấy cái đoạn đầu chú giải để phụ chú giải giải thích sao là sư đã nói rồi ha. Bây giờ mình học tiếp đoạn kế. Thì trước khi học đoạn kế thì tụng lại một đoạn để cúng dường Đức Phật. Ê quang mê tu tàng ê ca nam mê yam qua tết mê tu nga rạch thị ca bê lô tu tàm mê ní chô ra rạm mê á đào khô ma bát cha bát tư gô tàm mê na hoàng đốc ta yu nga đà dà dê nam bá qua tên nô bát tình ca mê nô bát tình ca mê đò bó hân đà bí hoa đẹp đòi ca mạng tàn ní tì đi ê ca mạng tàn ní tình nà khô ma bát cha bát tư gô tàm mê bà gô hân tài ta đào hoa xa ý đàn mê bàn đê na hoàng đốc ta yu nga bà hoàng đà ní ta tam an căn tam tam an hòa di tạng tam mê ban đề bậc hòa bất đắc ca na tu an đủ cam bảo bà đa gia đi ê hoàng quốc đề bậc hòa ma ba cha ba tinh cô tam mê ở ta đâu ở xa tăng gây cô tam mỹ đề hi tăng gây đề tinh đề hi sẽ qua vũ sĩ khó với tam mỹ tăng cô sa trì tu di yam biết khó ma ba cha ba tinh cô tam mỹ bảo an đa ta đâu ở xa ê tam mê ban đề na hoàn đủ ta chúng an bảo an đạo đề ta tam an căn tam tam an hòa di tạng tam mê ban đề bậc hòa bất đắc ca na tu nu cam bảo bà gia đi đủ đi yam biết khổ bậc hòa ma sa bát sa bát đề ngô tam mê ta đâu sa tăng ghê ngô tam mê đề hi tăng ghê đề đi ngay sẽ qua bù sĩ khổ với tam mê ngô tam ngô sa đi tây yam biết khổ ma bát sa bát đề ngô tam mê bậc hòa ta đâu sa
Ý đam mê bản đề nó qua nó ta chứ gặp bảo anh tàng Ô đê ta ta mang chân ta ta mang hoa dì tàng Tài mê bản đề bà cầu hoa bà cái nào chú nó cầm bảo bà đại gia thì Ta đi biết khó mà hoa Bà cầu hoa mà bà sơ bà tình của tàm mê ta đó bà xa Tàng ghê của tàm mê đề hì Tàng ghê đề đi nê xe hoa bù sĩ khó với tàm mê tàng có xa thì Ê hoa quốc đề giá tàm mê nà bảo anh tàng ta đó xa Bhagavan do ban đề Bhagavan ma ba sa ba ti ya go tam mi ya na wa do ta yu gan bo ba ka ra ban đề ma ba sa ba ti go tam mi Bhagavan do ma tu sa ba li ka bo ti ka khi ra ta da yi ka Bhagavan ta sa ne ti ya ka in ka ta ya thi nha ba ye ti Bhagavan bi ban đề bo ba ka ro ma ba sa ba ti ya go tam mi ya Bhagavan ta ban đề agama ma ba sa ba ti go tam mi Bồ Đà Tha Nàng Gát Tha, Đà Mang Tha Nàng Gát Tha, Đà Ngân Tha Nàng Gát Tha. Bhagavan Đà Bàn Đà Gà Ma Ma Bà Sa Bà Thị Bồ Tâm Mì. Bà Nà Thị Bà Đà Bà Thị Vì Rạch Tha, Bà Đình Nà Đà Nà Bà Thị Vì Rạch Tha. Cảm ơn Thú Mê Sa Sa Đà Bà Thị Vì Rạch Tha, Mô Tà Hòa Đà Bà Thị Vì Rạch Tha. Thú Rà Mê Rà Yà Mê Sa Bà Đà Thà Nà Bà Thị Vì Rạch Tha. Bhagavan Đà Bàn Đà Gà Ma Ma Bà Sa Bà Thị Bồ Tâm Mì. Bồ Đà Vì Sa Bà Thà Đà Nà Tâm Nà Gát Tha. Đà Mê Vì Sa Bà Thà Đà Nà Tâm Nà Gát Tha. Tăng ghe với sa bát đề na tâm na gạt ta Ariya can đề hi ti la hi tâm na gạt ta Bhagavan đam ban đề agama ma ba sa bát ti go ta mi do khai ne kiên kha do kha tam uda ye ne kiên kha do kha ni ro đề ne kiên kha do kha ni ro ga gam ni ya bát ti ba da ya ne kiên kha Bhagavan bi ban đề ba u ba ca ra ma ba sa bát ti ya go ta mi ya ti đó là cái đoạn mà nãy giờ mình đọc tiếng Việt á giờ bắt đầu học tiếp giờ kéo xuống ông sư nãy em bữa mấy cái đoạn này là mình học rồi ha giờ đến đến đoạn khi Thế Tôn nhận cập y mới khi được nghe nói vậy tôn giả Ananda bạch Thế Tôn tôi quan quốc đề giá tâm an anh đâu bởi anh ta tới đâu xá bất cái là chú bành đề bạch qua bạch Thế Tôn ma ba cha bạch ti gotami đã giúp ích nhiều cho Thế Tôn là thuốc mẫu là dưỡng mẫu đã nuôi dưỡng Thế Tôn, đã cho Thế Tôn bú sữa vì rằng sau khi sanh thân mẫu Thế Tôn đã mệnh chung chính bà đã cho Thế Tôn bú sữa. Thì giờ mình học cái đoạn này. Hôm bữa là cái vụ mà ở trên là đã học hết rồi nha mọi người. Nếu mà gì có thể nghe lại, giờ mình sẽ học cái đoạn bà đi cà. Có nghĩa là cái chữ mà chú giải thích ở đây á, là mình dưỡng mẫu á, là dưỡng mẫu là như thế nào, dưỡng mẫu là như thế nào, dưỡng mẫu là tăng quốc đi cà là nuôi lớn á. Giống như khi mà tú mà cả tha bà đề tú hát tha bà đắc khí xà tà đề tìm trú hát thề xá bà đề sáu đế to đế sư ki tà tí á tho nghĩa là khi mà đức Thế Tôn á, khi mà ngài còn làm đức Bồ Tát khi mà ngài sanh ra là những cái phận giống như là về tay về chân á, những cái giống như tay có thể cầm nắm chân có thể đi được á, thì có lúc đó là chưa có hoàn thành được chưa có được lớn chưa có được tốt đẹp thì chính bà đã nuôi dưỡng làm cho tay chân của ngài lớn thì đó là gọi là dưỡng mẫu thì ở trong đây á, phụ chú giải có giải thích á, là tam bá tí già tất tá ma tất tất tá tất tá ba đá quy tí gã hà ra cái mà nàng tam á tào quá tình á già tàn như mình thường biết á, là khi mà Đức Thế Tôn á, giống như mình coi phim hoạt hình hay là mình hay nghe là khi mà Đức Thế Tôn ngài là Đức Bồ Tát ngài sanh ra là ngài đi được bảy bước chân đúng không thì cái bảy bước chân đó, đó là mình phải biết rằng á, cái đó là thực tánh pháp đó là năm trăm á tào quá tình á đó là thực tánh pháp thôi có nghĩa là Đức Bồ Tát nào cũng vậy khi mà Đức Bồ Tát mà sanh ra kiếp cuối á có nghĩa là Đức Bồ Tát đều đi bảy bước chân và khi mà sau đó là gì phá ràng ta đi nhá ta ha ra ta đi tí bát tí bát tí tí à há có nghĩa là sau kể từ đó trở về sau sau mà khi đi bảy bước chân á, thì ngài giống như các Đức Bồ Tát cũng giống như các vị các đứa đứa bé khác thôi cũng là mới sanh ra rồi tay chân cũng chưa có thể đi được đó có nghĩa là chú phụ chú giải giải thích thêm cho mình hiểu là không phải là lúc mà Đức Bồ Tát sanh ra Đức Bồ Tát đã đi được bảy bảy bước rồi hay sao mà nói là lúc đó chưa đi được thì cái đó là chỉ là đối với những cái vị mà Đức Bồ Tát lúc mà kiếp cuối cái ngày đi bảy bước thôi thì cái đó là đặc tánh pháp
sau đó là các ngài sẽ giống như những đứa trẻ khác bình thường thôi. Đó. Vậy vậy mới nói là hát thá ba đá á tà đề trình chú, nghĩa là những cái phụng sự mà về tay chân có thể đi được, có thể cầm nắm được đó là chưa, thì chính bà là Dưỡng Mẫu, là bà đã nuôi Đức Thế Tôn là từ lúc đó cho đến lúc mà tay chân của Đức Thế Tôn đó, thì cái đó là ý nghĩa như vậy. Còn cái ý nghĩa là đã nuôi dưỡng Thế Tôn, mọi người thấy cái chữ đã nuôi dưỡng Thế Tôn hồi nãy là chữ Dưỡng Mẫu nha, bây giờ là đã nuôi dưỡng Thế Tôn nè. Bo tí cà tí tí quá tất tá đuôi tá do hòa rề nà bét toa bô zét toa bà zét toa chú mê bô tê tí, đã nuôi dưỡng Thế Tôn ở đây là có nghĩa là cứ một ngày hai lần hoặc là tới ba lần. À, một ngày hai lần ba lần là Đức Thế Tôn sẽ được bà tắm, bà cho tắm, bà cho ăn, bà cho uống. Đó, như vậy là nuôi dưỡng Đức Thế Tôn. Đó, hai ngày hai lần ba lần ha, ngày hai ba lần tắm cho ăn cho uống, đó đó là nuôi dưỡng ngài, thì đó là đã nuôi dưỡng Thế Tôn. Còn cái đã thôi, đã cho Thế Tôn bú sữa vì rằng sau khi sanh thân mẫu của Thế Tôn Mạnh Chung, chính bà đã cho Thế Tôn bú sữa. Thì cái chữ bú sữa đây là trong chú giải thích đó, nan đáp cũng mà đo ký ra bo đi tất tất to cách tí bà hề nên quá đá rò, có nghĩa là ngài nan đá đó, ngài nan đá cũng là sanh ngay thời đó, nhưng mà ngài nan đá là sanh nhỏ hơn Đức Thế Tôn vài ngày, cái tí bà hề nề quá nè đá rò nhỏ hơn Đức Thế Tích Bồ Tát, nghĩa là nhỏ hơn Đức Bồ Tát, Đức Bồ Tát. Thì khi mà sanh ra bà Maha Chapati Gotami nè, chính người con của bà sanh ra là ngài Nan Đá, bà đây gửi cho những cái người nuôi dưỡng trẻ, giống như dưỡng mẫu, người gửi cho những người mà họ nuôi dưỡng đó. Chính bà đã nuôi cho Đức Thế Tôn, chính bà ta vàng bò đi tát 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 đà tí ký sàn ta đà giá mà nà, chính bà đã cho Đức Thế Tôn bú sữa. Vậy vậy cái tình thương của bà đối với Đức Thế Tôn rất là mãnh liệt, mặc dù là con ruột của bà là ngài Nan Đá, nhưng mà bà vẫn gửi cho cái người khác, nhưng mà chính bà là người đã nuôi Đức Bồ Tát và cho Đức Thế Tôn bú sữa, do đó mới nói là ý chí mà bát là bát chí già bát hú bát cả ra tàn cách hết qua. Thì cái đó là nãy giờ là giải thích cái chỗ là dưỡng mẫu nuôi dưỡng Thế Tôn đã cho Thế Tôn bú sữa, vì rằng sau khi sanh thân mẫu Đức Thế Tôn Mạnh Chung, chính bà đã cho Thế Tôn bú sữa. Thì có giải thích ba cái, thứ nhất là dưỡng mẫu, thứ hai là đã nuôi dưỡng Thế Tôn, thứ ba là đã cho Thế Tôn bú sữa. À, dưỡng mẫu có nghĩa là gì, có nghĩa là tay chân của Đức Thế Tôn ở khi đó chưa có thể đi lại được, thì chính bà đã nuôi dưỡng tay chân của Đức Thế Tôn cho được lớn mạnh và có thể đi lại. Còn nuôi, còn ý nghĩa đã nuôi dưỡng Thế Tôn là một ngày có tắm hai ba lần, cho ăn hai ba lần, cho uống hai ba lần, đó là chính là nuôi Đức Thế Tôn. Còn ví dụ trong Đức Thế Tôn bú sữa là ngài Nanh Đá đó, ngài Thái tử Nanh Đá đó, ngài nhỏ hơn Đức Thế Tôn, Đức Bồ Tát đó vài ngày đó, thì suốt mà sanh ra là ngài bà Mahabhatapati đó, chính con ruột của bà thì bà đưa cho những người mẫu nuôi, còn chính bà nuôi nuôi ngài đó, ngài chính bà là cho uống sữa của bà ở trên nò thiên nhàn bà dây tí nè đó. Thì cái đó là vì rằng sau khi, và kế tiếp nữa là sau khi mà ngài Nanda ngài nói về ơn của bà Gotami, thì bây giờ ngài sẽ nói về ơn của Đức Thế Tôn, bởi vậy mới có chữ là Đức Thế Tôn cũng Bạch Thế Tôn, chính nhờ Thế Tôn Bạch Thế Tôn và Thế Tôn cũng đó, có chữ cũng á đó, có nghĩa là trong đây có giải thích đó, là chữ cũng ở đây á, là trước đó là Đức ngài Ananda ngài nói về những cái ân đức của bà Gotami đối với Đức Thế Tôn, bây giờ sẽ là những ân đức của Đức Thế Tôn đối với bà Gotami đó, vậy vậy là Đức Thế Tôn và Thế Tôn cũng giúp ích nhiều cho bà Mahabhatapati Gotami, chính nhờ bà chính nhờ Thế Tôn bà Gotami đã quy y Phật, quy pháp, quy tăng ha. Quy Phật, quy pháp, quy tăng, chính nhờ Thế Tôn là từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp. Nghĩa là mình cứ ngắn gọn lại là quy y, cái thứ hai là giữ giới,
Cái thứ ba là có niềm tin tính bất động. Niềm tin tính bất động đây mình phải hiểu là từ bậc tu đà hoàng trở lên, tính tịnh tính bất động, Avassapattha Đề-na có nghĩa là không có rung lay, không có rung chuyển nữa. Tịnh tính bất động đối với Đức Phật, đó thì tính bất động đối với Pháp, tính bất động đối với chúng tăng có nghĩa là bậc thánh rồi đó, từ bậc tu đà hoàng trở lên đó. Thì đầy đủ các giới luật bậc thánh rồi đó. Thì cái đó là đang nói cái lúc đầu là nói là từ bỏ, là cái lúc đầu nói là quy y Tam Bảo, cái thứ hai là từ giữ năm giới, cái thứ ba là có niềm tin tỉnh bất động là đang nói về tu đạo hoàng, còn không còn nghi ngờ khổ khổ tập khổ diệt khổ đạo, cái đó cũng là đang nói về chứng quả kế tiếp. Có nghĩa là nhờ bà, nhờ Đức Thế Tôn mà bà được quy y, được giữ năm giới, được trở thành bậc thánh đó. Thì bây giờ mới nói tiếp á, là và đọc tiếp dùm sư cái đoạn dưới. Thật là như vậy, thôi để sư đọc. Thật là như vậy nè Ananda, thật là như vậy nè Ananda, nếu nè Ananda, nếu do nhờ một người mà một người khác được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, thời nè Ananda, ta nói rằng người này không có một đền ơn nào xứng đáng đối với người kia về đảnh lễ, đứng dậy chắp tay và làm những việc thích hợp về dân cúng, sự cúng dường y, đồ thức thật, sàn tọa, phật dược phẩm, chi bệnh. Thì đây mình hiểu á, chính do người ở đây có chú giải có giải thích đó, do nếu do nhờ một người mà người khác được quy, do nhờ một người có nghĩa là do nhờ một người thầy, còn một người khác được quy y có nghĩa là vị đệ tử thân cận. Mình khi mà mình có sự như vậy mình sẽ dễ hiểu trong cái đoạn này, có nghĩa là do nhờ một vị thầy mà người đệ tử được quy y Phật Pháp Tăng, thời này là ta nói rằng không có một đền ơn nào xứng đáng đối với thầy kia về đảnh lễ, đứng dậy chắp tay và những làm những việc thích hợp, dân cúng, các sự cúng dường y, đồ ăn phước thực, sàn tọa, dược phẩm, chi bệnh. Thì cái này mình có thể hiểu là tát thá và hành nam đá bút ca lo bút là gâm á tí và sa di gia bút ca là anh tề và tích ca bút ca lo gâm má, có nghĩa là đang nói về vị thầy và vị đệ tử thân cận á. Đó, nếu do nhờ một người thì khi mà mình thấy biết như vậy mình đọc mình sẽ dễ hiểu, mình không bị rối. Ở dưới cũng vậy, nếu do nhờ một người thầy mà một người đệ tử từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nắm say trên các rượu men rượu nấu, thì nên Ananda ta nói rằng không có đền ơn nào xứng đáng đối với người kia, vân vân. Này Ananda, nếu do nhờ một người mà nhờ một người thầy mà người đệ tử có đầy đủ niềm tin bất động, này là nói về tu đồng hoàng á, bất động đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng, đầy đủ các giới luật của bậc thánh á, thầy Ananda ta nói rằng không một đơn nào xứng đáng, do một người thầy mà một người khác là một người đệ tử khác không có nghi ngờ về khổ khổ tập khổ gì thì con đường đưa đến việc khổ. Rồi giờ mình sẽ nói tiếp đến cái đoạn là không có một đền ơn nào xứng đáng, không có một đền ơn nào xứng đáng. Thì cái chỗ mà chú giải đây cũng giải thích là rất khó mà có thể mà làm những cái việc đền ơn đối với vị thầy. Nếu mà giống như là giờ cái vị thầy á, mà ở hướng nào, cái tờ mình và điến tà bà ghê sa lý do quá tất tí, vị thầy khi mà vị thầy ở hướng nào, đông tây nam bắc gì đó, mình biết vị thầy ở hướng nào á, ý đi già bát thề hòa cấp bình đo tất tất đáp biến muốn kho quan đét qua sát tí quan đét toa mấy thì đã trí quan đét toa mấy biết sát tí đó, có nghĩa là khi mà nói về việc mà đảnh lễ á, thì vị thầy mà ở đâu á, ở hướng nào á, thì cái vị á, vị đệ tử á, vị đệ tử mà vừa được thầy tế độ cho quy y Tam Bảo, rồi tế độ cho giữ gìn năm giới, rồi tế độ cho vân vân đó, thì vị đệ tử đó nên giống như làm cái uy nghi là hướng hướng đầu và đảnh lễ về cái vị đó, hướng đầu đảnh lễ vị đó và đi hướng đầu đảnh lễ vị đó và ngồi hướng đầu đảnh lễ vị đó và nằm đó. Thì trong phụ chú giải có giải thích thêm á, là giống như cái ngài anh ngài Sariputta vậy đó, Quan Thế Tôn với Sa Tý Tê Giá Thập Lý A Giá Tâm Mà Tê Lý To nè, cũng giải giải thích thêm là giống như ngài Sa Lý Quốc Tá vậy đó. Thì mình biết là giống như ngài Sa Lý Quốc Tá đó là nhờ ngài Ách Sa Chí đúng không,
mà được chứng quả Tu Đà Hoàn. Thì mình biết đó là khi mà ngài Ách-Sa-Chí mà đi đâu đó là ngài Sa-bút-tá đều hướng đến đó và đảnh lễ. Khi mà nằm ngủ vậy nữa ngài hướng đầu về đó. Cái bài kinh đó mọi người biết không ha? Nó có nghĩa là nói về cái sự mà đền ơn của ngài Sa Lợi Phất đối với ngài Ách-Sa-Chí đó. Ngài Ách-Sa-Chí là đi hướng nào, ở hướng đông thì ngài sẽ hướng giống như đầu thì hướng đông, và ngài khi mà nằm ngủ là ngài nằm ngủ cái đầu ngài hướng về hướng đông đó, và cái chân nằm hướng về hướng khác. Thì cái đó là cái phận sự của một người đệ tử khi mà biết ơn đối với một vị thầy đó. Có nghĩa là vị thầy mình nằm ở hướng nào là mình biết, mình đưa cái đầu về hướng đó và mình nằm về hướng khác. Đó là ta nói rằng không có một đền ơn nào xứng đáng về người kia về đảnh lễ. Đứng dậy là à sá đi vàng bánh á đù rách đô quá đét to biết xúc thà giá biết xúc giá bánh á ra nàng biết xúc thà nàng nàm á. Còn về cái việc đứng dậy là giống như là mà khi mà thấy vị thầy mà từ xa đi đến á, thấy vị thầy mà từ xa đi đến là phải đứng lên làm cái hành động là chắp tay đứng đứng dậy. Đó là làm một cái hành động đứng dậy để giống như là ở miếng vậy nữa. Mọi người để ý là giống như là thấy các vị thầy mà đi tới là các vị sa di hoặc là các vị đệ tử là thường đứng dậy dù đang ngồi hay gì cũng vậy. Ở Việt Nam mình cũng vậy thôi, các ngài lớn đến thì hoặc là các vị thầy lớn là các vị sa di hoặc các vị tỳ kheo nhỏ phải thường đứng dậy để thể hiện cái sự tôn kính đó. Cái đó là biết xuất hành hàng là má đó là đứng dậy. Còn chắp tay chắp tay là xá lý vàng bánh á đế toa ra liền đấy cái xá tri tề tháp toa chắp tay cũng vậy, có nghĩa là khi mà mình thấy vị thầy á là mình đưa tay lên đỉnh đầu, đưa tay lên đầu á, để tay lên đầu và mình đảnh lễ vị thầy đó. Khi mà vị thầy ở bất cứ nơi đâu giá tầm mèn qua đi ta bà về to quá tích tí là khi mà vị thầy ấy ở bất cứ nơi đâu mình cũng hướng về đó và mình đảnh lễ. Mình đảnh lễ đứng cũng đứng kiểu này là chắp tay á đó. Đứng cũng chắp tay, đi cũng chắp tay, ngồi cũng chắp tay, mình cứ chắp tay vậy thì đó là hành động chắp tay. Thế này là đang giải thích những cái hành động mà cần làm để đến đối với cái vị thầy á, không có một ơn nào xứng đáng. Còn về làm những việc thích hợp dâng cúng các sự cúng dường như y đồ ăn khất thực sàng tọa thực phẩm trị bệnh đó. Có nghĩa là khi mà làm những cái việc thích hợp đối với vị thầy đó, là siêu là đi tú siêu là đền cho là ná vàng hòa tràng hòa tây trí. Có nghĩa là giờ sẽ nói ví dụ cúng dường y đi, thì trong một cái nhóm y đó là mình đừng có cúng dường những cái loại y mà không có tốt đẹp, giống như kiểu vàng hòa tràng hòa vàng hòa tràng hòa như là kiểu cúng cho có y, giống như mình hay gọi là y luân hồi vậy đó. Đó có những cái bộ y mình không xài mình đem mình cúng đó, không phải đó mà cúng cho vị thầy mình là phải má hết vàng tá tá mùng lý cầm bí đi xá tá tá mùng lý cầm bí tá tá mùng lý cầm bí đó, phải cúng những cái đồ mà giá trị cao, cao quý, khoảng 100 lần 500 lần 1.000 lần gì đó đó. Mình cúng dường vị thầy như vậy chứ không phải là cúng dường có sao mình cúng vậy, hoặc là mình có bộ y mình không mặc hay gì mình mặc mình cho kiểu vậy, hoặc là mình thấy như thế nào mình cho ví dụ vậy, mình không mặc mình dư mình cho, không phải vậy, cúng dường vậy không phải. Tương tự đối với cơm cũng vậy nữa, y nè, cơm nè, chỗ ở nè, thuốc trị bệnh nè. Thì ở đây có hỏi là kiền bá hú nà là nhiều đến cỡ nào. Sát tù hí ba ni tá biết sá dễ hí sẽ có và làng ta làng bù đét toa tin này rú bá bá trề ná tu tàng cái hát toa dìm to bí à sa ri giá tá anh sau càng cái đi dồn cái đi vàng cà trồn ná tay cô ti dễ quá. Có nghĩa là sát tù hí là tứ vật dụng, mà tứ vật dụng là loại tốt á, loại cao cao quý á, bá ni tá là loại cao quý á, sát tù hí bá ni tá biết sá dễ hí á. Đó, có nghĩa là nó đầy khỏi khắp vũ trụ mà nó ca nó cho tới cái núi Tu Di luôn á, mà cho dù cúng dường như vậy đó cũng không có thể nào mà rất là khó mà có thể mà đền đáp được cái công ơn của vị thầy.
rất khó để đàn áp được công ơn vị thầy, cho dù mà cái mình làm giống như tứ 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 vật dụng đó, nó đầy cho đến 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 núi Sinai Rú Bát Bát Tề Ná này, núi Tu Di vậy đó, lấy những cái ở độ đó mà đem tới cúng dường cho thầy vẫn chưa có thể mà có khả năng mà làm hợp lý được đối với thầy. Tại vì sao mình biết không, trong phụ chú giải có giải thích thêm á, là tại sao mà cúng dường như vậy không có. Và phụ chú giải giải thích thêm á, có nghĩa là cái mà mình cúng dường cho vị thầy á, nó thuộc về Amitá Đà Ná, có nghĩa là cúng dường vật thật tứ sự. Còn cái mà vị thầy cho mình á, là vị thầy cho mình pháp, một cái là pháp, một cái là tài vật, thì cái tài vật nó không thể nào mà so sánh được với pháp được hết đó. Bởi vậy trong phụ chú giải có giải thích thêm là tại sao mà không có thể mà đền đáp được, là giác tâm mà xây về ná cách tất tá đâm mạnh lúc đá tá anh treo và tí nà cái đi giá mà no mấy tá lúc đá ho tiền khâm bí cái lâm bí cái la và gâm bí náo với tí dê hòa tí đó. Thì nãy sư vừa nói đó, một bên đó là vị thầy là tế độ bằng pháp, một bên đó là đệ tử tế độ bằng tài vật Amitá, thì không thể nào mà so sánh, không thể nào mà so lường được. Thì cái đó là nói về cái việc là giữa bà Gotami và Đức Phật. Khi mà Ngài Nanda Ngài nói là nếu do nhờ một người thầy mà một người đệ tử được quy y Phật, quy pháp, quy tăng, được giữ gìn năm giới, từ bỏ sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, từ bỏ nói láo, từ bỏ rượu, có niềm tịnh tính đầy đủ, một tịnh tính bất động đối Phật, đối pháp, đối tăng, không có nghi ngờ về khổ, khổ tập, khổ diệt, khổ tập, khổ diệt và con đường đưa đến diệt khổ. Đó, cái đó là nói về cái vấn đề là không thể nào mà đền ơn được không? Đó. Rồi giờ tới đoạn kế tiếp ha. Này Nan Đà có 14 loại cúng dường phân loại theo này, người đọc giùm sư đi. Nãy giờ mấy cái phần trên hiểu rồi ha, mọi người hiểu mọi người bấm số 1 giùm sư, không hiểu bấm số 2 giùm sư đi. Để mọi người hiểu hết mà. Rồi đọc giùm sư cái đoạn Nananda có 14 loại cúng dường phân theo hạng người. Dạ. Này Ananda, có 14 loại cúng dường phân theo hạng người, bố thí Đức Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác là cúng dường thứ nhất. Phân loại theo hạng người, bố thí các vị độc giác Phật là cúng dường thứ hai. Phân loại theo hạng người, bố thí các bậc A-la-hán, đệ tử Như Lai là cúng dường thứ ba. Phân loại theo hạng người, bố thí các vị trên con đường chứng quả A-la-hán là cúng dường thứ tư. Phân loại theo hạng người, bố thí vị chứng quả Bất Lai là cúng dường thứ năm. Phân loại theo hạng người, bố thí các vị con đường chứng quả Bất Lai là cúng dường thứ sáu. Phân loại theo hạng người, bố thí các vị chứng quả Nhất Lai là cúng dường thứ bảy. Phân theo hạng người, bố thí các vị đi trên con đường chứng quả Nhất Lai là cúng dường thứ tám. Phân theo bố thí các vị chứng quả Dự Lưu là cúng dường thứ chín. Phân theo hạng người, bố thí các vị đi trên con đường chứng quả Dự Lưu là cúng dường thứ 10. Phân loại theo hạng người, bố thí những vị ngoại học Bahira Ca đã ly tham trong các dục vọng là cúng dường thứ 1. Phân loại theo hạng người, bố thí những phàm phu
gìn giữ giới luật là cúng dường thứ 12 phân loại theo hạng người, bố thí những giới là cúng dường thứ 13 phân loại theo hạng người, loại bàn sanh là cúng dường thứ 14 phân loại theo hạng người. Tại đây, này Ananda, sau khi bàn sanh, cúng dường này có hy vọng đem lại trăm phần công đức. Sau khi bố thí những phàm phu theo ác giới, cúng dường này có hy vọng đem lại ngàn phần công đức. Sau khi bố thí các phàm phu gìn giữ giới luật, cúng dường này có hy vọng đem lại trăm ngàn lần công đức. Sau khi bố thí cho các ngoại học đã ly tham trong các dục vọng, cúng dường này hy vọng đem lại trăm ngàn lần công đức. Sau khi bố thí các vị trên con đường chứng quả dự lưng, cúng dường này có hy vọng đem lại vô số lượng công đức. Còn nói gì đến những vị đã chứng quả dự lưu, còn nói gì đến những vị đang đi trên con đường chứng quả nhất lai, còn nói gì đến những vị chứng quả nhất lai, còn nói gì đến những vị đi trên con đường chứng quả bất lai, còn nói gì đến những vị đã chứng, còn nói gì đến những vị đang đi trên con đường chứng quả A-la-hán, còn nói gì đến những vị đã chứng quả A-la-hán, đệ tử Như Lai, còn nói độc giác Phật, còn nói gì đến các Như Lai, các bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Rồi được. Rồi, xin cảm ơn. Đã học đến đoạn này mới hấp dẫn nè. Bài này hấp dẫn nè. Giờ này Nanda có 14 loại cúng dường phân theo loại người ha, có 14 loại. Thì tại trong chú giải có giải thích là tại sao mà Đức Phật lại nói là có 14 loại, tại sao đó? Thì cái bài này là ý đang tốt tàng bà tiếp có lý cả Dekhina Rappat Lamukhitan, có nghĩa là bài bài pháp này, bài kinh này á là sanh khởi á, là do cái sự cúng dường cá nhân. Tại vì bà Gotami á, bà mang lại một cục y và tế cúng dường Đức Phật á, đó là cúng dường cá nhân. Cho nên á, là Đức Phật thuyết do nhân đó Đức Phật thuyết 14 loại cúng dường phân theo hạng người. Còn nữa, Ananda thê ro bí bát tế cana chú bằng đê bát qua tí và tí bút cái lý khi nàng dê quá ta mà đã bê tí. Có nghĩa là ngài Ananda cũng vậy nữa, ngài Ananda ngài cũng kêu là kính bạch Đức Thế Tôn, xin ngài hãy thọ nhận. Thì cái đó cũng là đang nói gì, cúng dường cá nhân, cúng dường đến Đức Thế Tôn đó. Thì trong phụ chú giải thích lại cũng không có gì đặc biệt. Nói chung phụ chú giải là sư chỉ giải thích lại những cái nào mà nó cần thiết ha, còn những cái mà giải thích lại mà nó bị trùng lặp lại á thì cái đó sư cho qua luôn. Thì cúng dường cái đầu tiên á là cúng dường Đức Thế Tôn ha, bậc an bố thí các Như Lai, bậc A La Hán chánh đẳng giác là cúng dường thứ nhất phân theo hạng người. Thì cái thứ nhất đó là cúng dường, đó là thứ nhất, đó là mình nói về đức. Đức Thế Tôn là ngài là bậc lớn nhất, đức về đức, về sự cao thượng, đó là bậc cao thượng nhất. Thì do sự cúng dường này á, là không có imita để khi này giá ba bên này là má nát thí nè, không có gọi là không có phân định được. Đối với giá tôi đến già biết ba má nát khi này dễ quá, có nghĩa là cái sự cúng dường thứ hai thứ ba nó cũng thuộc về sự cúng dường cao thượng. Nó có nghĩa là cúng thường cúng dường đến cho bậc Đức Phật độc giác và cúng dường đến cho thứ ba đó, thứ ba là bậc A La Hán đệ tử Như Lai là cúng dường thứ ba phân theo mọi người, là từ 1, 2, 3 trong chú giải. Theo chú giải là 1, 2, 3 là cúng dường cao thượng, còn lại là những cái đó là cúng dường cao thượng nhưng mà nó không đạt đến, không đạt, không có nghĩa là ở đây mình nói là mình hiểu là không có cao thượng bằng 1, 2, 3 thôi đó. Còn bà Hí Đa Kề á, còn cái mà mấy cái kia là chưa cho qua đi, khoan đi. Còn cái mà bố thí những vị ngoại học á, đã ly tham trong các dục vọng là cúng dường thứ 11. Thì các vị mà đã ly tham trong các dục vọng á, đây là mình hiểu á, ở đây là căm má hòa đí ký giá hòa đí mí lô ký giá bi xá bi nhề, có nghĩa là những cái vị mà ly tham dục vọng là những cái vị mà giống như họ tuy là ngoại đạo, có nghĩa là họ không có sống trong giáo pháp Đức Phật, nhưng mà họ là chủ trương nói về nghiệp, chủ trương nói về hành động, và những vị này có chứng được thần thông, ngũ thông á, vị những vị này có chứng được ngũ thông. Thì cái đó là cái hạng mà mình cúng dường
bố thí những vị ngoại học để ly tham trong các dục vọng là cúng dường thứ 11, là cúng dường đến những vị mà họ có chủ trương về nghiệp, có chủ trương về hành động. Những vị ấy đã ly tham dục vọng và những vị ấy nó có ngũ thông, có thần thông đó. Ngũ thông thuộc về hiệp thế đó. Thì ở đây sẵn là sư có mọi người lấy cái giấy sẵn ghi luôn, giống như là khi mà đã ly tham trong các dục vọng, ở đây mình phải hiểu là ông này không chỉ ly tham trong dục vọng, là ly tham bằng thiền định nha, ly tham bằng thiền định chứ không phải là ly tham bằng tu đà hoàng, tu đà hàm, a la hàm, a la hán. Cái này là chỉ ly tham theo cái cách thiền định thôi. Quét tham bá ná có nghĩa là quét tham bá ná ba hà ná đó. Giờ lấy giấy ghi sư ha, có năm loại gọi là tiêu diệt phiền não đó. Cái thứ nhất á là tá đinh giá bá hà ná, có nghĩa là diệt nhưng mà diệt tạm thời. Tá đinh giá bá hà ná, tá đinh giá, tá đanh giá bá hà ná, tá đanh giá bá hà ná, có nghĩa là trong một khoảnh khắc ngắn thôi, trong khoảnh khắc ngắn là có thể tiêu diệt được phiền não. Thì cái này như mọi người học phi diệu pháp mọi người biết rồi đúng không, mọi người học phi diệu pháp mọi người có học tám tâm đại thiện đúng không, thì cái tá đinh giá bá hà ná này có nghĩa là tám tâm đại thiện. Sư nói ví dụ giống như thường mình biết đó, khi tâm tâm tham sanh khởi là vô tham cũng sanh, khi mà khi vô tham sanh là tham sanh khởi, vô tham sanh là tham không sanh. Thì nói chung là khi mà mình có thiện là mình không có bất thiện, mà khi mà có bất thiện là không có thiện. Thì tá đinh giá bá hà ná này á, khi mà phân tích ra là sẽ là tám tâm đại thiện. Thì giờ sẽ nói ví dụ khi mà mọi người bố thí, mọi người cúng dường, mọi người trì giới, mọi người cung kính chư tăng làm tất cả các việc thiện, thì trong cái khoảnh khắc đó là mọi người nghĩ về thiện, mọi người sanh khởi tâm thiện, thì khi đó là không có bất thiện. Thì khi đó là có nghĩa là mình đã tiêu diệt được phiền não nhưng mà một cách tạm thời, một cách ngắn, tà đinh giá bá hà ná ngắn ngủi á. Còn cái thứ hai á, là quét thâm bá ná bá hà ná. Quét thâm bá ná bá hà ná thì trong chú giải của cái bài này đó là có nói với ông ngoại học nè, đã ly tham các dục vọng á, có nghĩa là quét thâm bá ná, quét thâm bá ná có nghĩa là ổng là chỉ ly tham trong khoảng một thời gian dài, giống như là những cái người mà họ tu chứng thiền á, chứng thiền sắc giới, chứng thiền vô sắc giới đó, thì họ có khoảng một thời gian dài để mà có thể loại trừ được phiền não đó. Thì cái đó là quét khâm bá ná bá hà ná. Quét v v i k k h a m b h a n a, quét quyết khâm bá ná, quyết khâm phá ná bá hà ná, đó là còn cái thứ ba là sám út chê đá bá hà ná, sám út chê đá bá hà ná nghĩa là hồi nãy cái đầu là loại giống như loại bỏ phiền não trong một thời gian ngắn đó, thì cái đó là mình hiểu là một trong tám tâm đại thiện. Còn quét khâm bá ná bá hà ná nghĩa là một trong 27 tâm thuộc về sắc giới, vô sắc giới đó, cái đó mình học viện pháp mình biết ha. Còn tám múc xê đá bá hà ná có nghĩa là mình loại bỏ mà tận gốc đó, loại bỏ phiền não tận gốc. Thì cái này á là bốn tâm về đạo á, bốn tâm đạo về siêu thế á. Tám múc xê đá bá hà ná có nghĩa là loại bỏ tận gốc. Sám múc chê đá, sám út chê đá bá hà ná này sư có chia sẻ, sư ghi được không ta? Thôi tạm thời ngưng sư ghi cho.
Bá Hà Ná, chữ Hà A với Sư. Đó, ta đánh giá Bá Hà Ná. Bát tí, bát tát tí, ba hà ná, cái từ là bát tí. Sao không có còn tiếng là Bali. Thôi ghi đỡ để mọi người gì nè. Giờ sư để thêm cái nữa ghi xong. Dạ, tôi đọc lại ha. Tết đánh giá Bá Hà Ná là loại bỏ phiền não tạm thời, có nghĩa là khi mà mình làm điều thiện nó nằm trong một trong tám đại thiện á, thì nếu như mình bố thí, mình trì giới, mình cúng dường, mình làm tất cả các việc thiện công đức phước báo mà mình không có chứng được thiền, không có chứng được đạo quả đó, thì đó thuộc về loại bỏ phiền não tạm thời. Có nghĩa là trong khoảng thời gian mà mình làm thiện á, khi đó là mình không có bất thiện. Giống như mình cứ nghĩ giờ mọi người thấy trong khoảng thời gian mà mọi người dùng Ekatina đi, đúng không? Khi mà mọi người dùng Ekatina, mọi người rất là hoan hỷ. Khi mà mọi người dùng Ekatina, mọi người rất là hoan hỷ. Thì trong suốt cái buổi lễ hoan hỷ đó là tâm thiện phát sanh liên tục. Thì khi đó là loại bỏ phiền não tạm thời đó, tánh giá Bá Hà Ná đó. Còn quyết tâm Bá Ná, Bá Hà Ná nghĩa là loại bỏ phiền não trong thời gian dài, thì cái này là thuộc về thiền, thuộc về thiền. Giống như mình tu mình chứng thiền, thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, nó sẽ loại bỏ trong một khoảng thời gian dài. Còn Sa-múc-chê-đá Bá Hà Ná là loại bỏ phiền não tận gốc, diệt tận gốc. Mình nhớ là diệt phiền não tận gốc là đạo, là đạo tu đà hoàng đạo, tu đà hàm đạo, nhất lai đạo đi, nhập lưu đạo, nhất lai đạo, bất lai đạo và a la hán đạo, là loại bỏ phiền não tận gốc. Nó thuộc về đạo siêu thế đó. Còn bát tích đí bát hành á đó, nó thuộc về là bốn quả siêu thế, nó thuộc về bốn quả siêu thế nè, mọi người ghi kế bên đó, bốn quả siêu thế. Còn nissarana bát hành á loại bỏ theo cách thoát khỏi thì đó là niết bàn, cái cuối cùng là niết bàn. Thì giờ trở lại cái bài học.
Mọi người ghi xong chưa? Ghi xong thì chuyển qua dùm sư cái bài học kia. Đó là đang nói về bố thí nhẫn vị ngoài học Bahidata đã ly tham trong các dục vọng, có nghĩa là ở đây mình phải hiểu là đã ly tham ở đây là quét xăm bá ná. Sư vừa nói cho mọi người quét xăm bá ná bá hà ná đó. Ly tham trong dục vọng nghĩa là họ chứng thiền và họ ly tham, họ thoát khỏi phiền não trong khoảng thời gian dài, chứ không phải là thoát luôn, thoát trong khoảng thời gian dài. Bởi vậy mới được sắp xe sắp sao nhẫn vị, giống như là dự lưu Nhất Lai, Bất Lai, A La Hán là như vậy. Còn kế tiếp là bố thí những phàm phu giữ gìn giới luật là cúng dường thứ 12 ha. Thì trong đây thế nào là phàm phu giữ giới luật? Cú thúc giả ná thì lá quanh tề tí nè, cú thúc giả ná thì lá hòa là những người mà họ giống như là họ giữ giới, giống như có bản tính giống như con bò, giống như những cái hạnh của con bò. Á tắp tho á mà già bí á mà già quỳ, nghĩa là họ không có kiểu lương lẹo. Không có lương lẹo, không có giả dối đó. Họ không có làm khổ người khác. Bá ràng a bì lét toa, không có lương lẹo, không có giả dối, không có làm khổ người khác. Đâm mì ná tâm mì ná là họ họ kiếm được vật tài vật đó, với lại cái pháp, giống như là họ gặt làm lúa là họ kinh doanh là họ để nuôi mạng, thì đó là những cái vị mà phàm phu giữ giới luật đó. Đó. Thì bố thí những vị phàm phu giữ giới luật là cúng dường thứ 12 đó, là phân theo mọi người. Có nghĩa là những cái vị là gì, họ giữ giới, họ không có giả dối, họ không có lương lẹo, họ không có làm khổ người khác, họ kiếm tiền bằng mồ hôi nước mắt gì đó, họ kiếm đúng pháp bằng cách là giống như là gặt lúa hoặc là kinh doanh, làm tất cả những cái việc khác để nuôi mạng đó. Đó là phân loại 12. Còn bố thí những phàm phu theo ác giới rồi cũng như thứ 13 là phân theo hạng người, có nghĩa là những cái vị phàm phu này là ác giới nè, họ làm những cái nghề như đánh cá nè, kê quách tá mít xá bành đà đá giò nè, đánh cá săn bắt, làm những cái việc mà trói buộc đó, làm đau khổ người khác, chúng sanh khác đó, ba làng bị là giá dữ quen cấp được cả. Đó là những cái hạng mà giống như là họ đánh cá, họ săn bắt, họ là trói buộc chúng sanh, họ làm khổ chúng sanh khác để nuôi mạng, này đó là những cái hạng mà phàm phu ác giới. Trong trường hợp này mình hiểu là như vậy ha. Còn kế tiếp là giảng đến súc sanh đi. Giờ súc sanh là bố thí các loại bàn sanh là cúng dường thứ 14 phân theo hạng người. Tại đây, này Ananda, sau khi bố thí các loại bàn sanh, cúng dường này có hy vọng đem lại 100% công đức. Thì ở đây bố thí súc sanh là đem lại 100% công đức, là bố thí như thế nào mình mới được 100% công đức nha. Mà trước khi nói cho mọi người biết 100% công đức là gì á, thì mình nên hiểu á, 100% công đức có nghĩa là 100 kiếp sống đó, đó mình được sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Mình hiểu như vậy trước đi, 100% công đức đó. Có nghĩa là 100% công đức. Còn mà bố thí cho lại bằng sanh là như thế nào để cúng dường có hy vọng đem lại 100% công đức, có nghĩa là giống như là tùy theo cái ơn, tùy theo cái đức, cái ơn hoặc là cái đức. Mà mình nuôi cái con bò đó, hoặc giờ sẽ nói ví dụ nuôi con bò đi, mình tùy theo cái đất đất ở đây gú náo qua tài ná, thì trong phụ chú giải giải thích đất ở đây có nghĩa là chữ đất này là giống như là cái con bò nó thôi nuôi con chó đi, tôi nói ví dụ con chó đó đẹp, nó có lông dài, lông mượt, lông đẹp, nó có đôi mắt đẹp vân vân, thì cái đó gọi là đầy đủ đất do mãnh lực của đất. Còn Ú Bát Cà Rá Quá Tề Ná ở đây giải thích là giống như là con chó có nhiều ơn với mình, giống như là nó biết giữ nhà, nó biết sổ, nó biết giữ nhà, nó biết làm những cái việc giống như là giữ nhà, giữ cửa, sổ người lạ không, vân vân. Thì cái đó là nói về cái việc là có ơn với mình. Thì khi mà mình nuôi như vậy đó, cái thứ nhất là cái đó là trong trường hợp này là không phải như vậy nha, trong trường hợp này không phải như vậy, có nghĩa là trong trường hợp này mà mình cũng mình cho nó ăn như vậy là mình không có đem được 100% công đức. Cái thứ hai á,
là dâm bí à lô bá ách đá à lô bá mách tàng viên ngàn trăm bí ná gá hí tàng, có nghĩa là mình cho giống như một bụm tay hoặc là nửa bụm tay, giống như cho có vậy đó, thì trong trường hợp này cũng không được 100% công đức. Bởi vậy mình cứ nghĩ là bố thí cho loại bàn sanh là mình cứ cho như thế nào mình cũng được 100% công đức, không phải vậy nha. À, vàng bá ná tú ná khá tú cà rá cúc cú tá cà cà di tú dắt tá cách tá xí tam bách tá tách tá phải làm bách tiết kiền khách qua và quách đất thành viên này, có nghĩa là dù giống như là bất cứ cái con nào mà đến trước mặt mình á, mà mình mong muốn nó là được cái sự an vui, được cái sự lợi ích, giống như mình cho nó với tâm từ, giống như là con chó nè, con heo nè, con gà nè, tú ná khá là con chó, tú cà rá tú cá rá là con heo, cú cú tá là con gà nè, cà cà là con quạ nè, đó vân vân, đó là những cái ví dụ những cái con đó nó tới trước mình á, mình cho nó với mong muốn là trong sư phụ chú giải có giải thích thôi, với mong muốn là ý đăng mê đá ná mấy vàng bôn nha giá tiền chú thạch chú khá hít tà và hòa giá hộ chú, có nghĩa là cái phước này là trong vị lai mong cho được an vui, mong cho được lợi lạc đó. Thì mình cũng mình cho nó với cái việc là giống như là tâm từ vậy đó, mình cho nó với, mình không có phân biệt chúng sanh. Ở đây mình có thể hiểu là để mà được 100% công đức đó, là mình cho là mình không có phân biệt chúng sanh đó, mình cho với tâm từ, gặp ai mình gặp con nào con vật nào mình cũng cho, đó là 100% công đức. Là mình và già quá đất hàng đi nàng nữa nè, có cái chữ vào quá đất hình đi nàng là mình cho giống như là cho nó ăn no, cho nó theo cho nó ăn no, chứ không phải là cho một bụng hoặc là nửa bụng hoặc là cho có hoặc là cho có lợi, không phải vậy. Mình cho nó ăn no, cho nó ăn đủ một bữa cơm hoặc là gì, cho nó ăn theo sở thích ý thích của nó đó. Vào quá đất hàng đi nàng đó, ý đang tình là giáo quốc tàn trí sinh á cái tề đàn là lét qua ta ta vú nà ta ta ni tàn tà, thì cái chữ mà 100% công đức ở đây á, ở đây có giải thích á, ta ta vú nà trong phụ chú giải á, là cái chữ cú ná này á là cái đức nè, đức này không phải là do mà đặt tên, không phải là giống như sư nói dụ có một số người có ơn đức họ tùy cái đức á, họ mà họ có cái tên á, không phải như vậy, mà cái đức ở đây á, là cái quả đó, hoặc là nói chung phụ chú giải giải thích về cái vấn đề này cũng nhiều lắm, hoặc là anh ta cú ná nè, có nghĩa là vô số lượng ân đức đó, vô số lượng ân đức, thì trong trường hợp này cũng không phải, mà cái đức ở đây á, là mình phải hiểu á, giống như ngài nói 100% công đức ở đây là mình hiểu là cái quả đó là 100% quả đó, mà quả ở đây là gì, là nghĩa là 100 được một, giống như giờ sư nói dụ được 100% công đức đúng không, là có nghĩa là mình được một 100 tuổi thọ, một 100 sống lâu, sống lâu sắc đẹp, 100 sống lâu nè, 100 sắc đẹp nè, quan hát tá tàng nè, 100 là tú khát tá tàng là an vui nè, sống lâu sắc đẹp an vui, 100 sức mạnh nè, 100 trí tuệ nè, thì đó là 500, năm cái phần công đức đó là 5 × 10, 5 × 100 là 500 đó. Có nghĩa là trong 100 cái kiếp sống, 100 cái thân này nè, ách tá bà quát tá tề ai dồn nè, có nghĩa là 100 cái kiếp sống đó là mình sẽ được là sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và trí tuệ, đó là như vậy, có nghĩa là 100% công đức là như vậy ha, cúng dường này có hy vọng đem lại 100% công đức, có nghĩa là giờ sư tóm lại cái gọn là có nghĩa là mình cúng dường với tâm từ, chúng sanh nào tới á, mình cũng cho hết, mình cho với tâm từ và cho nó ăn no ăn đầy đủ, mong nó có sự an lạc an vui ví dụ vậy. Rồi khi mà như vậy đó mình sẽ được 100% công đức, chứ không phải là cho sao mình cũng được 100% công đức nha mọi người. Hồi xưa sư không có đọc chú giải á, sư không có biết, sư cứ nghĩ là cho là cứ được 100% công đức, mà ngay cả lúc mà phần công đức 100% công đức cũng chả hiểu công đức là gì đó, nãy sư có vừa nói á, là công đức ở đây là quả 100% quả, giống như là trong 100 kiếp sống đó mình sẽ được sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và trí tuệ, đó là 100. Thì cái đó là phụ chú giải giải thích. Thế là nói về cái chữ vú ná, giải thích cái chữ vú ná thôi. Cái gì đó. Rồi kế tiếp cái này mới hấp dẫn nè. Rồi giờ tới
sau khi bố thí đó là cúng dường có hy vọng đem lại trăm phần công đức là 100 á, còn sau khi bố thí cho phần bố ác giới cúng dường này có hy vọng đem lại 1.000 phần công đức là 1.000. Rồi cúng dường đến sau khi bố thí cho các phàm phu giữ gìn giới luật cúng dường này có hy vọng đem tới 100.000 lần công đức là 100.000 đó mọi người, là 100.000 kiếp sống được sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và trí tuệ. Sau khi bố thí cho các người ngoại học đã ly tham trong các dục vọng cúng dường này có hy vọng đem lại 100.000 ức lần công đức. Mọi người biết cái chữ 100.000 ức lần công đức này là bao nhiêu không? Sư chúng con không biết ạ. Ừ. 100.000 ức lần công đức này ghi cũng khó hiểu ha. 100.000 ức lần công đức là giờ mọi người lấy một một lấy mọi là người lấy 10 triệu mọi người nhân cho 100.000 là nó ra 100.000 ức lần công đức, có như ngày dịch á, mọi người lấy 1 triệu, 10 triệu nhân cho 100.000 thử ra nhiêu, làm như bữa sẽ có nhân rồi, nó là 1.000 tỷ hay gì vậy. Mọi người lấy 10 triệu nhân cho 100.000 thử. Ra nhiêu? Mười triệu, trăm triệu, tỷ, 10 tỷ, trăm tỷ, ngàn tỷ, ngàn tỷ đúng không? Một Đúng không? Con sư phải ngàn tỷ không? Đó là 100.000 ức lần công đức, đó là ngàn tỷ. Có cái máy tính rồi. Mình sao tính tính ra ra chưa? Rồi đó là 100.000 ức lần công đức đó, để cho mọi người biết là bao nhiêu á, 100 nè, 1.000 nè, 100.000 nè, ngàn tỷ nè. Rồi giờ xin nói tiếp ha. Sau khi bố thí cho các vị trên con đường chứng quả dự lưu, trên con đường chứng quả dự lưu cúng dường này có hy vọng đem lại vô số vô lượng công đức. Còn nói gì đến những vị chứng quả dự lưu, đã chứng quả dự lưu thì trên con đường á, ở đây là trên cái cho các vị đang thực hành để chứng quả dự lưu á, đang thực hành để chứng quả dự lưu thì ở đây có giải thích á là hetima kopija tí tới ra nàng ghetto của bà tô bí tô tà bát tí và lá tí sikri gà giá má. Trên con đường chứng quả dự lưu mọi người biết là ai không? Nhiều người sẽ nói là Tu Đà Hoàng đạo, nhưng mà trong bài kinh này á là Tu Đà Hoàng đạo có nghĩa là những vị mà chứng quả Tu Đà Hoàng đạo á, Tu Đà Hoàng đạo đến Tu Đà Hoàng quả thì Tu Đà Hoàng đạo là những vị trên con đường chứng quả dự lưu á, là Tu Đà Hoàng đạo. Nhưng mà trong chú giải đây giải thích á, là Hetima Kotiya có nghĩa là tối thiểu nhất á, là cái vị Tí Tấn Năng Gá Trổ Bà Ta Co Bí, có nghĩa là vị cư sĩ nam, vị cư sĩ nam thọ trì tam quy, và cái cuối cùng mức thấp nhất là vị cư sĩ nam thọ tam quy, và cái cao nhất là vị đang thực hành để chứng quả Tu Đà Hoàn. Mọi người hình dung ha, có nghĩa là bố thí trên con đường chứng quả dự lưu, thứ nhất là những thường là mình biết á, trên con đường chứng quả dự lưu là mình biết là Tu Đà Hoàn đạo, tại vì những vị đó một một chặp nữa là sẽ Tu Đà Hoàn quả, thì có nghĩa là những vị là chứng quả đang trên con đường chứng quả dự lưu. Nhưng mà trong bài kinh này á, đề cập á, là từ cái vị mà thọ tỳ tam quy là thấp nhất cho đến cái vị là đang
tu tập để chứng đạo quả tu đầu hoàng, thì cái đó là nằm trong cái trên con đường chứng quả dương lưu. Thì khi mà mình bố thí đến cái hạng này nè, có nghĩa là mình bố thí đến những cái vị mà cư sĩ thọ trì tam quy, cúng dường đến những vị cư sĩ thọ trì ngũ giới, những vị cư sĩ thọ trì bát quan trai giới, cúng dường đến những vị cư sĩ hoặc là những vị sa họ trì mười giới, những cúng dường những vị sa di thọ trì mười giới, cúng dường đến những vị tỳ kheo, rồi đến cho đến cúng dường đến những vị, thì cái đó nó từng mức từng mức từng mức, nó sẽ từng mức từng mức, và đến cuối cùng là cái vị là đang thực hành để chứng quả tu đà hoàn quả, thì đó là tu đà hoàn đạo. Thì có nghĩa là khi mà mình cúng dường đến những vị như đó, đó là sẽ gì, sau khi bố thí cho các vị trên con đường chứng quả dư lưu, mọi người mở ngoặc ra, trên con đường chứng quả dư lưu là gồm ai, là từ thấp nhất là từ những vị cư sĩ thọ trì tam quy cho đến ai, cho đến những vị đang thực hành để chứng quả tu đầu hoàng, đó là những vị đang thực hành để chứng quả dư lưu đó, là mình mở ngoặc ra là những cái vị đó đó, thì cúng dường này có hy vọng đem lại vô số vô lượng công đức. Mọi người rõ không ta? Rõ bấm số 1 giùm sư đi. Còn không rõ bấm số 2. Tại vì sư vừa coi chú giải, vừa coi kinh, rồi vừa coi phụ chú giải á, cho nên đôi khi sư phải nhìn để hơi lâu á, tại sư đọc Pali sư giảng rõ cho mọi người á, nên mọi người lâu lâu cũng phải đợi đợi một tí. Vậy là mọi người rõ ha, hiểu ha, hiểu thì tiếp tục. Đó có nghĩa là khúc khúc này hấp dẫn ha, có nghĩa là khi mà mình cúng dường theo chú giải ở trong bài kinh này đó, là khi mà mình cúng dường đến những vị trên con đường chứng quả dư lưu á, là từ những vị cư sĩ thọ trì tam quy cho đến những vị đang thực hành, có nghĩa là những vị tu đầu hoàng đạo á, đang thực hành để chứng quả dư lưu á, đó là những vị đó là bao gồm những vị đó, có nghĩa là trong đó là có những vị tu cư sĩ thọ tam quy, những vị cư sĩ thọ tam quy và ngũ giới, những vị cư sĩ thọ tam quy và bát quan trai giới, những vị sa di, những vị tỳ kheo thực hành phận sự, những vị tỳ kheo thực hành thiền định, những vị tỳ kheo thực hành thiền tọa, và đến cuối cùng là những vị tỳ kheo trên con đường chứng quả dư lưu. Đó là vậy. Rồi, giờ tới giảng tiếp. Ở trong đây có nói là tất là mình đi ná đa năm bé tin xe nhã ba mươi vàng, có nghĩa là cúng dường đến những cái vị đó đó là vô số vô lượng, không thể nào mà tính đếm được cái quả biên xá tiên lệ với các thí tá 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 tổ tá ma ta làng. Thì khi mà mình cúng dường đến cái vị mà thọ trì tam quy và ngũ giới đó, sẽ có phước nhiều hơn so với những vị mà thọ trì tam quy thôi. Đó là nãy nói thọ trì tam quy thôi mà đã là phước vô số vô lượng rồi, mình cúng dường đến những vị mà thọ trì tam quy và ngũ giới lại còn phước nhiều hơn. Rồi kế tiếp nữa là đá tách chi lê bách tế khi tách đá tách đổ tới lý nè, cúng dường đến những vị mà mười giới là có phước nhiều hơn những vị mà năm giới. Rồi tách đố quá phá xí tách tá tầm này tách táo tách đổ tới lý nè, nghĩa là cúng dường những vị mà trong ngày đó họ xuất gia sa di á, cúng dường đó là nhiều phước hơn nè. U bá tam mình nói bé cũng non tới độ tới lý là cúng dường đến những vị tỳ kheo là sẽ có phước hơn nè. U bá tam mình nói tê quá quách quách tá tam mình nói tá tới độ tới lý là cúng dường đến những vị mà tỳ kheo mà thực hành đầy đủ phần sự đó, có phước hơn. Có nghĩa là ở trong giáo pháp này có những vị tỳ kheo sư nói thiệt, sư thường sống nên sư biết có vị những vị tỳ kheo giữ giới, có giữ giới thì đa số đối với có nhiều vị đối với giới thì rất là dễ, tại vì giới là có sẵn mà, giới là bắt buộc phải thực hành,
Còn có những cái phụng sự đó, giống như phụng sự đối với vị thầy, phụng sự đối với vị thầy tế độ, phụng sự đối với vị thầy giáo thọ, và phụng sự đối với những người đi xa, phụng sự đối với những người ở lại, vân vân. Thì cái phụng sự đó rất là khó mà có thể nhiều người mới thực hành được. Bởi vì mà cúng dường đến cái vị mà phụng sự đó, thực hành đầy đủ phụng sự đó, sẽ có phước hơn đối với vị tỳ kheo bình thường. Và cái cuối cùng nữa, cái cuối nữa là quý bát tá cách tá tổ ta rí, là cúng dường đến những vị mà đang thực hành bên sát tọa, có nghĩa là hành thiện tứ niệm xứ, là cúng dường đến những vị đó là có phước hơn nữa nè. Rồi quý bát tá cách tá tổ ta rí là còn có phân ra nữa, có nghĩa là vị mà thực hành thiện tứ niệm xứ còn phân ra nữa, giữa việc là vị là thực hành bình thường và vị thực hành tinh tấn đó, là đá đá quý bát đá cách tá tổ ta lý nè. Có nghĩa là cúng dường đến vị mà thực hành thiền tứ niệm xứ mà một cách miệt mài á, đó là phước nhiều hơn nữa. Và cuối cùng á, là Uttama Kotiya Banamegata Mingi Tota Bati Palasikriya Yapati Mano Nama Ekata Dina Dina Tato Tari Mahapalem Hoa. Nghĩa là cái cuối cùng á, là cúng dường đến những vị đạt được thánh đạo á, đạt được tu đầu hoàng đạo á, là đang đi trên con đường chứng quả dự lưu á. Thì cúng dường như vậy là cúng dường cao thượng này. Đó là cúng dường, đó là cao thượng hơn hết tất cả. Thì bởi vậy giờ cái như mình biết á, giờ kế tiếp nữa ở trong chú giải có nói tiếp nữa. À, để nói tiếp, nói phụ chú giải trước ha. Thì nói là tại sao mà cúng dường cái vị thọ trì tam quy mà lại có phước nhiều dữ vậy? Tại vì sư nhớ sư có đọc một cái chú giải ở đâu á mà sư quên rồi, sư cũng hình như là Ú Đà Ná Kha Ca Tha hay gì đó, có nói một cái câu là sự quy y tam bảo á, nó làm nền tảng cho siêu thế, còn nếu mà không quy y tam bảo á, nó làm nền tảng cho thế. Có nghĩa là quy y tam bảo á, là nó sẽ làm nền tảng sau này á, mình sẽ có khả năng là mình chứng chứng do cái duyên mà mình quy tam bảo, mình sẽ có khả năng là mình chứng được đạo quả và mình giải thoát sanh tử luân hồi, nó có thể là làm nền cho siêu thế. Còn những người mà họ không không quy y tam bảo á, là họ làm nền cho hiệp thế là chỉ luân hồi trong ba tam giới bốn loại thôi. Thì trong đây á, trong phụ chú giải có giải thích thêm nữa nè: Tatana quá tá đến nàng nà má và quá đê quá quá tá đốt khánh nét thá đá nát thàng thì sáng mai gặp tiêu quyền đến nàng. Có nghĩa là nãy sư cũng có nói rồi đó, sư vừa trong đây cũng đề cập lại thôi. Có nghĩa là trong cái giáo pháp này á, là thường á, là chủ trương về giải thoát khổ thôi, giải thoát khổ, không có muốn luân hồi chứng được đạo quả đó. Bởi vậy mới nói là những cái mà giống như tam quy nè, thọ trì giới nè, xuất gia sa di nè, thọ tỳ kheo nè, làm đầy đủ giới luật nè, vân vân, và cuối cùng là tu hành thiền minh sát á, vipassana đó, hay mình gọi là thường gọi là vipassana bhavana đó. Đó thì những cái đó nó sẽ làm nền cho cái việc là niết bàn, nó sẽ đưa đến niết bàn, nó sẽ đưa đến đạo. Cho nên mình cúng dường đến những vị mà gọi là cư sĩ mà thọ trì tam quy, nó sẽ có phước hơn bố thí những vị ngoại học mặc dù đã đi tham các dục vọng đó. Hồi nãy giờ sư nói các bố thí các vị trên con đường chứng quả dự lưu là cúng dường thứ 10 ha, còn cái cúng dường thứ 11 đó là ngoại học đi tham dục vọng, ý là những cái vị mà ở ngoài họ ngoại đạo á, họ họ có chủ trương về nghiệp, có chủ trương về hành động, rồi họ chứng thiền ngũ thông này nọ, nhưng mà cúng dường đến vị đó không có phước báo bằng cúng dường cái vị mà cư sĩ thọ trì tam quy và ngũ giới trong giáo pháp của Đức Phật. Tại vì giáo pháp của Đức Phật á, là làm thọ trì tam quy là nó làm nền cho siêu thế, còn những cái kia là nó làm nền tảng cho thế, nó cũng còn luân hồi thôi. Bởi vậy trong chú phụ chú giải có giải thích thêm là vậy. Thì đó nãy giờ sư nói là nói nãy giờ là trong phụ chú giải. Thì giờ kế tiếp nữa là mình muốn cũng làm ở trong đây có hỏi là kiền bá ná mấy gát tá minh gát tá tết cà đà nàng đà tồn, là có khả năng mà có thể bố thí cho cái người mà tu là hoàng đạo được hay sao? Ở trong đây có giải thích là amát cái cà có thể, thư vân có thể, có nghĩa là mình phải hiểu
khi mà một chập mà trong lộ trình tâm á, trong lộ trình tâm á, khi mà một chập tu đầu hoàng đạo mà sanh khởi là kế tiếp á, là tu đầu hoàng quả sanh sanh khởi liền. Bởi vậy khi mà để mà mọi người có thể cúng dường được cái vị mà chứng quả dự lưu thì rất là dễ, nhưng mà giống như là mình cúng dường đến những vị tu đầu hoàng như đó rất là dễ, còn đối với cúng dường đến những vị mà đang đi trên con đường như là vị đó đạt vừa vừa đạt đạo xong là vị đó đạt quả liền trong cái khoảnh khắc rất là ngắn ngủi, mà mọi người có thể cúng dường được hay không thì trong đây có thể nói là có thể. Ở trong đây có đưa ra ba cái ví dụ ha, sư đọc cho mọi người để mọi người biết mà có thể mình có thể cúng dường đến những vị đó tu đà hoàng đạo. Mọi người có nghe rõ ha, tu đà hoàng đạo xong một chập là đến tu đà hoàng quả, bởi vì cái thời gian nó rất là ngắn ngủi, không thể nào mà có thể cúng dường được cái vị đó được. Mình chỉ có thể cúng dường đến những vị mà đã chứng quả thôi. Thì trong đây có giải thích là có nè. À đáo gắt ta con hí bát tá siêu lá mà đà giá gà màn viện đà giá bùi ta trí tất tá ghi hóa đà rề trí tất tá hát tắc co bát tràng gái qua khai đá ni già bồ sa ni già bách khí bàn trí, nghĩa là những cái vị mà cái điều kiện tối thiểu là cái vị đó là phải là đang là tinh tấn tu hành thiền minh sát, tinh tấn tu thiền vipassana đó, với điều kiện là vị đó phải là đang tinh tấn tu hành thiền minh sát, đang tu tính tinh tấn tu hành thiền tứ niệm xứ á, bát tá siêu đá mà là giá vị đó đi bát khất thực là lấy đi bát vào làng nè, lấy cầm y bát đi vào làng, thì khi mà vị đó đứng ở trước cửa nhà nào á, cái vị đó, lấy bát của cái từ trên tay của cái vị mà tu sĩ mà đang thực hành minh sát tuệ đó, thì khi mà lấy á, thì bỏ những cái đồ vật thực loại cứng vật thiệt loại mềm vào bát, thì trong cái khoảnh khắc là chết là mình khánh này, trong cái khoảnh khắc đó đó cái vị đó sanh khởi đạo, có nghĩa là trong khoảnh khắc giống như là vị đó có chánh niệm, vị đó tu liên tục tu tinh tấn tu miệt mài mà đi bát đứng trước cửa nhà mình rồi mình lấy cái bát mình để bát để đồ ăn vô trong đó, thì trong khoảnh khắc đó vị đó vẫn tiếp tục tu, thì trong khoảnh khắc đó mà có thể sanh được đạo á, thì đó là sự cúng dường đến vị tu đà hoàng đạo. Thì trong đây có giải thích trong phụ chú giải là mấy gá xét chắc cái nạp rét xì tức là mày khen này cà thành đà tròn với cái hai tròn đâm bó tí xô lý trí nè, có nghĩa là trong cái khoảnh khắc mà nãy sư nói trong khoảnh khắc, có nghĩa là trong cái khoảnh khắc mà vị đó bỏ bát á, trong cái khoảnh khắc mà vị đó bỏ vô bát mà trong khoảnh khắc đó vị đó cũng chứng đạo tu đà hoàng á, thì trong khoảnh khắc đó nếu mà cúng dường á, thì nó là sự cúng dường đến vị tu đà hoàng đạo á, đến cái vị đạt đạo á. Mọi người rõ không ta? Rõ mà ha. Sư giảng có khó hiểu không ta? Dễ hiểu bấm số 1 sư đi. Ủa 20:56 rồi hả? Rồi nãy giờ giảng hơn 1 tiếng rồi ha. Ồ. Thôi giảng hết cái này luôn đi rồi cho xong. Cái đó là cái trường hợp thứ nhất là có thể cúng dường đến vị đạt được cơ đồ hành đạo á, đang đi trên con đường á. Còn cái nữa là á tháo hòa bên này tá còn cách khác là à tá ná ta là giá lý tiên no hồi tí, có nghĩa là vị mà đang thực hành thiền tọa minh sát phải phải với cái điều kiện là vị đó phải đang cố gắng thực hành thiền minh sát nha, đang cố gắng hình thành, thì vị đó ngồi ở ngay chỗ nhà ăn người ta nói, ngồi đây ngồi ở chỗ nhà ăn nè, thì những cái vị người khác á muốn tới mà nút tà gành qua nè lấy những cái bát của vị đó mới bỏ những cái đồ ăn vật thực vô, vật thực là cứng vật thực là mềm, thì trong cái khoảnh khắc đó đó vị đó có thể sanh khởi đạo, thì đó cũng là việc cúng dường đến vị tu đoàn đạo. Có nghĩa là nãy lúc đầu á, cái thứ nhất á, là vị đó đi bát khất thực trước nhà đó mình lấy bát, thì khi cái thứ hai á, là vị đó ngồi ở trong nhà ăn mình tới mình lấy bát để mình xuất cơm,
Còn cái thứ ba là Atharva Bánh Nát Táo Quý Hà Về Hòa Tân Nát Tà Là Giá Hòa Ní Tiên Nát Táo Và Tà Cà Bách Tà Đà Giá. Có nghĩa là vị đó ngồi ở chùa hay là ngồi ở đâu cũng vậy, ngồi ở nhà ăn cũng vậy, thì cái vị cư sĩ họ tới mới mới tới lấy bát, và vị đó trở về nhà của vị ấy. Thì trong cái lúc mà trở về nhà của vị ấy á, vị đó đặt bát, đặt vào bát những cái đồ vật thực loại cứng loại mềm. Thì trong khoảnh khắc đó, nếu mà cái vị kia sanh khởi được đạo thì cái đó cũng là cúng dường, cúng dường đến vị A-la-hán, cúng dường đến vị đang đi trên con đường, có nghĩa là cúng dường đến vị tu hành đạo. Thì nhờ sư đề cập lại, cái nhất là vị kia đi bát phước thật đến nhà mình lấy bát, cái thứ hai là vị kia ngồi nhà ăn mình tới ngay chỗ đó mình xuất bát luôn, mình cúng dường ngay lúc đó luôn. Cái thứ ba là vị đó ngồi ở đâu, ngồi ở chùa hay ngồi ở nhà ăn mình tới thỉnh bát của ngài, xong mình đem về nhà của mình trong khoảng thời gian xa xôi đó, rồi mình bỏ đồ ăn vật thật lại cứng được lại mềm ngay phút đó mà vị đó sanh khởi được đạo, là có nghĩa là mình cúng dường đến cái vị đang đi trên con đường chứng quả dự lưu. Thì khi mà cúng dường như vậy là đem lại vô số vô lượng công đức. Rồi 9 giờ rồi. Mà chắc cũng phải lẽ là mọi người hồi hướng chư thiên. Dạ kính bạch sư, cho con hỏi là nếu như giờ này có Phật tử nào muốn đặt câu hỏi thì có được không thưa sư ạ? 9 giờ rồi. À, vậy thôi thì con xin phép là mời quý hội chúng cùng hồi hướng ạ. Mọi người muốn đặt câu hỏi gì? Dạ để cho để con xin phép hỏi. Dạ xin mời quý hội chúng nếu có ai có thắc mắc gì về bài pháp nãy giờ mà sư đã giảng thì có thể bật mic lên để trả để đặt câu hỏi hoặc là có thể nhắn tin lên bên khung chat, con sẽ đọc thay ạ. À, dạ con có thấy. Mic lên ạ. Con kính thỉnh sư mở mic lên ạ. Dạ con xin đảnh lễ đại đức ạ. À, con có một cái câu hỏi á, đại đức có nói là người ngoại đạo á mà tu được tới cái đến mà cái mức thần thông á, thì con nghĩ là cái mức thần thông này chỉ có người nào mà thực hành đúng giáo pháp thì mới có được chứ ạ. Theo cái suy nghĩ của con là như vậy. Cái thiền định á, là nó có 40 đề mục, thật ra là có 38 đề mục thôi, trong chú giải mới có giải thích thêm hai đề mục nữa, cho nên là có 40 đề mục. Thì những cái đề mục đó, có một số đề mục á, nếu mà nó không có nằm trong cái giáo pháp Đức Phật, giống như nói ví dụ đề mục niệm ơn Đức Phật, đề mục niệm ơn Đức Pháp, đề mục niệm ơn Đức Tăng, vân vân, những cái đó là không có đưa đến, họ không thể nào mà biết để họ có thể tu hành theo mà họ có thể chứng được thiền. Nhưng mà có đề mục niệm hơi thở, hoặc là những cái đề mục Kasina vân vân, những cái đề mục đó là những cái thời xưa các vị đó khi mà ngoài giáo pháp Đức Phật đó, các vị vẫn có thể tu hành được, các vị vẫn có thể chứng, giống như bằng chứng là những cái vị mà hai vị thầy của Đức Thế Tôn đó, khi mà Đức Thế Tôn tới học đạo đó, thì những vị đó cũng đâu có trong giáo pháp Đức Phật, nhưng những vị đó cũng chứng đến từng thiền vô sắc. Đó là vậy, hoặc có số những vị dưỡng chứng đến từng thiền sắc giới, mặc dù là không có trong giáo pháp Đức Phật. Còn khi mà Đức Phật nói là ta không có vị thầy á, mình phải hiểu ở đây á, ta không có vị thầy ở đây, mình phải hiểu là không có vị thầy dẫn ngài trong cái con đường chứng đạo siêu thế. Không có vị thầy, khi mà ngài chứng đạo quả siêu thế là không có ai làm thầy của ngài hết. Còn nếu mà hiện thế thì vẫn có vị thầy. Rồi chưa? Dạ con rõ rồi, con cảm ơn đại đức ạ. Thú xa thú ạ.
Đó, không hỏi cô chú anh chị em trên Zoom còn ai có câu hỏi gì nữa không ạ? Dạ kính bạch sư cho con được hỏi ạ, là trong bài kinh này khi Đức Phật nói đến việc là cúng dường cho các loại hạng người thì có phát sanh ra công đức, thì con thấy trong kinh là có dùng tới từ là cúng dường có hy vọng đem lại trong trăm phần công đức, có hy vọng đem lại ngàn phần công đức, thì con không hiểu tại sao ở đây là dùng chữ có hy vọng ạ. Có nghĩa là không chắc chắn là trổ quả hay là như thế nào, thưa sư giảng giải với chúng con ạ. Cái có hy vọng hả? Đâu để sư coi cái cách dịch nữa. Có hy vọng trong cái lúc đó là ngày dịch là bát tiết kiền khà tắc bà, ngày 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 nhìn cái chữ bà tiết kiền khà tắc bà, ngày dịch là có hy vọng. Nhưng mà thực chất trong chú giải giải thích cái chữ bát tiết kiền khà tắc bà là cái chữ ít xí tắc bà, có nghĩa là mong mà được mong muốn. Ít xí tắc bà đâu để sư coi. Cái sĩ tấp bà là bát tí kiền khà tấp bà, khi kiền khí tấp bà là ngày dịch là có gì có mong mỏi, ngày có hy Dạ, ở vọng. trong kinh là dịch có hy vọng ạ. Dạ. Còn trong đây là ý sĩ tấp bà là mong được mong muốn, nên mong muốn có nghĩa là có sự mong muốn, mong muốn được 100 phần công đức. Trong chú Tại giải vì giải thích chữ đó là chữ mong muốn. nếu mà hiểu là cúng dường này có mong muốn đem lại trăm phần công đức. Đâu tùy theo đâu sư coi cái đoạn dịch đi tiếng Việt, Dạ bật cái lên đoạn dịch, bật đoạn dịch tiếng Việt cho sư coi. đoạn. Sư ở dòng này thưa sư. Tức là nghĩa là này tại đây này Ananda, sau khi bố thí các loại bàn xanh cúng dường này có hy vọng đem lại trăm phần công đức. Cái chữ bát thí kiền thí tất bà trong cái giải giải thích là xí tất bà là mong mỏi mong muốn đó. Sau sau khi cúng dường các loại bàn xanh thì sự bố thí này mong mỏi được 100 phần công đức, hoặc là chờ đại, chờ đại cái xí tất bà trong trường hợp này cũng mong mỏi. Thì cái này tùy theo cái ngữ pháp cái dịch của ngài thôi. Cúng dường này mong mỏi đem lại 100 phần công đức, mong muốn đem lại 100 phần công đức. Dạ kính sư, như vậy thì con thắc mắc là nếu mà mình dùng từ mong muốn hay mong mỏi hay chờ đợi đem lại trăm phần công đức, có nghĩa là cái người cúng dường có cái tâm mong muốn đem lại trăm phần công đức ạ? Trong phần sự cúng dường sau khi bố thí cho các loại đàn sanh là đàn nàng đát qua thí sanh đã ra trời đàn nàng đát qua, cúng dường này có hy vọng mang lại trong phần công đức. Cúng dường này mong muốn đem lại 100 phần công đức. Thì nó cũng là đem lại 100 phần công đức thôi chứ đâu có gì đâu. Ý cô là sao? Dạ, yeah. Thưa sư ý con thì con hiểu là nếu mà mình dịch là có mong muốn đem lại trong phần công đức thì có nghĩa là ở đây cái sự mong muốn ở đây có nghĩa là cái người mà thực hành cái sự cúng dường á là với cái có cái Tâm tâm mong tham muốn, hả? dạ Ý có con cái là tâm, tham. dạ có nghĩa là ở đây là có phải ý là con hỏi đây không phải là tâm tham mà có phải là có cái sự tác ý để mong muốn trong đem lại phần công đức hay là không ạ? Đúng rồi, mong muốn 100 phần công đức á mình mới cúng dường.
mà mình phải hiểu cái sự mong muốn, cái chữ xanh đá nó như mình học như pháp đó, chữ xanh đá, chanh đá đó, nó có đồng sanh với tâm thiện và nó có đồng sanh với tâm bất thiện. Khi mà giống như sư nói ví dụ, khi mà cái việc bất thiện nào mà sanh khởi thì mình cái sự mong muốn đó đó, thì cái đó là sự mong muốn với tâm bất thiện, thì cái đó là khi mà mình phân tích là tâm bất thiện. Còn nếu mà giống như làm phước hoặc là cúng dường hoặc là trì giới hoặc là vân vân mà mình có tâm mong muốn, thì cái mong muốn đó đồng sanh với tâm thiện, thì cái đó là thiện chứ không phải là bất thiện. Alo. Dạ, thưa sư là con rõ rồi ạ. Dạ, con tri ân sư ạ. Cái chữ đó là trong đấy là dịch là bát chí kim khí tất bà, tí ý xí tất bà, tí đằng nê sa đê tí, tí đằng quốc tràng hò tí, tí xí tất bà, tí đằng quốc tràng hò tí, tí đằng bát chí nà dưới tất tràng. Mong muốn đem lại cái chữ ý xí tất bà dịch trong trường hợp là mong muốn, nên mong muốn, nên mong muốn là bởi vậy khi mà mình cúng dường thì mình được những cái điều đó đó. Dạ, ở đây thì chúng con có thể hiểu là giống như cái sự cúng dường này á, là mình cũng phải có cái sự hiểu biết là nó sẽ đem lại cái quả công đức gì đúng không ạ? Nên có một cái gọi là có cái sự phát sinh cái tâm mong muốn, cái tác ý mong muốn là ở đây là nó phải đi kèm với cái sự hiểu biết là cái việc cúng dường này cho ví dụ như cái loại loại hạng người này thì sẽ trổ được cái quả gì. Tụi con hiểu như vậy có đúng không thưa sư? Dạ đúng, hiểu vậy cũng đúng, hiểu vậy đúng rồi.